Xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của kênh The Saigon Post trong bản tin toàn cảnh thế giới ngày hôm nay. Mời quý vị cùng Molivan theo dõi những nội dung có trong bản tin ngay sau đây. Cụ thể hơn một chút, theo các báo cáo gần đây từ nhiều nguồn tin, bao gồm cả các kênh truyền thông công khai của Nga, lực lượng vũ trang Ukraine AFU đang thực hiện những bước tiến đáng kể trong chiến dịch tại khu vực Kursk của Nga. Những diễn biến này đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc chiến, với AFU mở rộng phạm vi hoạt động của mình sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Cuộc tấn công vào làng Korenevo, một trong những điểm nóng của chiến dịch là làng Korenevo, nơi đang diễn ra những cuộc giao tranh quyết liệt. Theo thông tin từ các kênh truyền thông ủng hộ Nga, được gọi là kênh Z, AFU đang tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực này. Đáng chú ý, cuộc tấn công này được cho là có sự tham gia của các đơn vị thiết giáp, cho thấy mức độ nghiêm trọng và quy mô của hoạt động quân sự. Một khía cạnh đáng chú ý khác của cuộc tấn công này là việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái FPV First Person View. Công nghệ này cho phép các phi công điều khiển máy bay không người lái từ xa với góc nhìn trực tiếp, tăng cường đáng kể khả năng trinh sát và tấn công chính xác. Việc sử dụng rộng rãi các máy bay không người lái FPV trong chiến dịch này minh họa cho sự phát triển không ngừng của công nghệ quân sự và tác động của nó đối với chiến thuật hiện đại. Theo nguồn tin giám sát Noel Reports, Dựa trên các báo cáo ban đầu, AFU đang cố gắng bao vây Korenevo từ phía đông và đã đạt được một số thành công đáng kể. Điều này cho thấy một chiến lược được lên kế hoạch cẩn thận nhằm mục đích cô lập và có thể chiếm giữ khu vực quan trọng này. Kiểm soát các khu định cư mới Ngoài cuộc tấn công vào Korenevo, có những báo cáo cho thấy AFU đã mở rộng sự kiểm soát của mình đến các khu định cư khác trong khu vực Kursk. Đáng chú ý nhất là làng Slobovka, Ivanovka nằm ở phía tây khu vực Kursk, được cho là đã nằm dưới sự kiểm soát của AFU. Thông tin này nếu được xác nhận sẽ đánh dấu một bước tiến đáng kể trong chiến dịch của Ukraine, mở rộng phạm vi hoạt động của họ và có thể tạo ra một vị trí chiến lược quan trọng cho các hoạt động trong tương lai. Thêm vào đó, các đoạn phim mới xuất hiện vào Chủ nhật dường như xác nhận sự hiện diện và kiểm soát của AFU tại các khu định cư Olesnia và Goncharovka. Những bằng chứng trực quan này không chỉ củng cố các báo cáo trước đó về sự tiến triển của Ukraine mà còn cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn về phạm vi và quy mô của chiến dịch đang diễn ra. Nỗ lực mở rộng chiến dịch, các nguồn tin cũng cho biết AFU đang nỗ lực mở rộng phạm vi hoạt động của mình tới quận Belovsky ở vùng Kursk. Những nỗ lực này được báo cáo diễn ra vào ban đêm, cho thấy một chiến lược liên tục và đa hướng nhằm gây áp lực lên các lực lượng Nga trong khu vực những diễn biến gần đây tại khu vực kosker đánh dấu một giai đoạn mới và có thể là bước ngoặt trong cuộc xung đột ukraine nga việc lực lượng vũ trang ukraine mở rộng hoạt động sâu vào lãnh thổ nga không chỉ thể hiện khả năng tác chiến ngày càng tăng của họ mà còn có thể có những tác động chiến lược và tâm lý quan trọng đối với cả hai bên tham chiến tuy nhiên cần lưu ý rằng tình hình chiến sự luôn biến động nhanh chóng và thông tin từ vùng chiến sự thường khó xác minh một cách độc lập những ngày tới sẽ là khoảng thời gian quan trọng để đánh giá đầy đủ hơn về tầm ảnh hưởng và hậu quả lâu dài của những diễn biến này đối với tiến trình của cuộc chiến. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, tình hình xung đột giữa Ukraine và Nga tại khu vực Kursk đã có những diễn biến đáng chú ý. Mặc dù giới lãnh đạo chính trị và quân sự Ukraine vẫn giữ im lặng về các trận chiến ở khu vực này, nhưng một số thông tin đã được tiết lộ thông qua các nguồn khác nhau. Đầu tiên là phát biểu của lãnh đạo Ukraine. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Tseski đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn trên kênh Telegram của mình kèm theo một bức ảnh trên nền bản đồ với lời bình luận: "Chúng tôi tiếp tục hoạt động." Trước đó, tổng thống Ukraine Zelensky đã công bố báo cáo của ông Tseski về hành động của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đẩy chiến tranh vào lãnh thổ của nước xâm lược, đồng thời ghi nhận khả năng gây bất ngờ và đạt được kết quả của quân đội Ukraine. Tiếp theo là thông tin từ các nguồn giám sát quân sự. Nguồn giám sát quân sự Noel Reports đưa tin về sự hiện diện của quân đội Ukraine tại các làng Plekhovo, Boki và Spanoe. Báo cáo cũng cho biết các nhóm DRG của Ukraine đã được phát hiện gần Belaya Sloboda, xa hơn về phía đông. Điều này có thể cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine đang tăng cường hoạt động từ khu vực biên giới về phía nam. Thứ ba là ghi nhận từ phía Nga. Bộ Quốc phòng Nga đã ghi nhận bước đột phá sâu sắc của quân đội Ukraine tại khu vực Kursk. Giao tranh đang diễn ra ở khu vực Tomino và Ovchi cách biên giới Nga-Ukraine 25 đến 30 km. Ngoài ra, còn có thông tin về các hoạt động quân sự gần làng Lepsinka, cũng cách biên giới 25 km. Một số khu định cư như Guevo, Svelikovo và Porok được cha là đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine. Thành phố xuất cũng được đồn đoán là đã bị bao vây. Tại khu vực xuất xa, quân đội Ukraine được cha là đang kiểm soát một cơ sở khí đốt liên quan đến việc vận chuyển khí đốt của Nga sang các nước châu Âu. Cuối cùng là phản ứng của Nga. Trước tình hình này, quân đội Nga dường như đã từ bỏ ý định đẩy lùi lực lượng vũ trang Ukraine và bắt đầu xây dựng các tuyến phòng thủ ở vùng Kursk các công sự đang được xây dựng gần nhà máy điện hạt nhân Kursko ở Kuchatov, cách vị trí hiện tại của quân đội Ukraine khoảng 30 km. Các tuyến chiến hào đầu tiên được bắt đầu ở phía nam Kuchatov và có khả năng sẽ nằm dọc theo đường cao tốc E38, nối Kursko và Ryuska. Tóm lại, tình hình tại khu vực Kursko vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp và cần được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới. Tiếp đó, lực lượng quốc phòng Ukraine đã tấn công một kho thiết bị quân sự và đạn dược ở Holivka, vùng Donetsk. Video này được người dân địa phương đăng tải. Theo người dân địa phương, cuộc đình công xảy ra tại khu vực nhà máy chế tạo Holivka. Bản thân nhà máy được quân đội Nga sử dụng làm căn cứ để lưu trữ và sửa chữa thiết bị quân sự. Ngoài ra, một kho đạn dược còn được bố trí trên lãnh thổ của nhà máy, nơi quân xâm lược Nga sử dụng để pháo kích vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine. Cần lưu ý rằng đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên vào lãnh thổ của nhà máy. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2024, người dân địa phương báo cáo rằng họ nghe thấy tiếng đạn nổ do cuộc tấn công. Ngoài ra, một đám cháy lớn đã bùng phát trên lãnh thổ này và một số lượng lớn đội cứu hỏa đã được điều động để dập tắt đám cháy. Những kẻ xâm lược Nga đang sử dụng toàn bộ cơ sở hạ tầng của các vùng Donetsk và Luhansk bị chiếm đóng cho nhu cầu quân sự của riêng mình, bao gồm cả việc sửa chữa thiết bị quân sự. Trước đó, hình ảnh vệ tinh về hậu quả của vụ phá hủy một kho đạn dược ở ngoại ô đã xuất hiện. Theo hình ảnh, các tòa nhà được sử dụng làm kho chứa đạn dược đã bị phá hủy hoàn toàn sau vụ nổ. Người ta cũng phát hiện hai hố bom trên mặt đất gần nhà kho, có thể là do hỏa tiễn hoặc máy bay không người lái tấn công vào địa điểm này hoặc đạn dược rơi vãi do vụ nổ. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đã chính thức xác nhận thiệt hại tại kho hàng vào đêm 8 và 9 tháng 8, lưu ý rằng ngoài kho hàng, một số cơ sở khác gần sân bay cũng bị nhắm mục tiêu. Mở đầu bản tin tuần mới, chúng tôi xin được gửi đến quý vị một chiến thắng vang dội của lực lượng vũ trang Ukraine. Đêm qua, 5 khu vực của Nga bị máy bay không người lái Ukraine tấn công. Theo quyền thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov, 13 người bị thương khi các mảnh vỡ từ hỏa tiễn Ukraine bị bắn rơi rơi xuống một tòa nhà ở quận Zelenodorovsky. Thị trưởng Kursk Igor Kossak nói thêm rằng cư dân trong ngôi nhà sẽ được di tản đến một trung tâm lưu trú tạm thời. Hiện đã xác định được 13 nạn nhân, trong đó có hai người đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả đều nhanh chóng được chuyển đến các cơ sở y tế ở Kursk, ông nói. Thống đốc vùng Voronezh Alexander Gushev cho biết, lực lượng phòng không đã phá hủy hơn 15 máy bay không người lái do các mảnh vỡ rơi trong khu vực. Một số nhà riêng, tòa nhà hành chính, cơ sở hạ tầng và phương tiện đã bị hư hại. Một ngày trước đó, Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga NAC thông báo áp dụng cơ chế hoạt động chống khủng bố ở ba khu vực biên giới do Ukraine đang tiếp tục tấn công. NAC thông báo đã quyết định tổ chức các hoạt động chống khủng bố ở các vùng Belgorod, Ryansk và Kursk từ ngày 9 tháng 8 năm 2024 lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu tiến vào khu vực Kursk vào ngày 6 tháng 8. Chỉ trong vài ngày giao tranh, quân đội Ukraine đã kiểm soát ít nhất 20 khu định cư và trạm đo khí xuất xa, nơi khí đốt của Nga được bơm sang châu Âu. Hàng chục quân nhân Nga, bao gồm cả lính nghĩa vụ, đã bị bắt. Cố vấn cho người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak nói rằng hoạt động này khiến Nga sẽ mất lãnh thổ, còn người và trang thiết bị sẽ củng cố vị thế của Kyiv trong các cuộc đàm phán trong tương lai với Moscow. Trong một diễn biến liên quan, theo nhiều ước tính, khoảng 1.000 lính Nga đã bị bắt giữ, trong đó có nhiều lính nghĩa vụ chưa có kinh nghiệm chiến đấu, và hầu như đầu hàng ngay lập tức. Cuộc đột phá của quân đội Ukraine vào sâu trong khu vực Kursk tiếp tục khiến nhiều binh sĩ Nga đầu hàng hàng loạt. Một đoạn video mới được đăng tải trên Internet cho thấy những người lính Nga bị bắt đang được đưa lên một chiếc xe quân sự Uran. Đoạn video này được chia sẻ trên kênh Telegram Ukraine365 quân đội ukraine thừa nhận rằng họ bất ngờ đối mặt với một vấn đề lớn liên quan đến số lượng tù binh khổng lồ hiện tại tất cả các tù binh này cần được tập hợp và chuyển đến các trại của ukraine để tiến hành các cuộc trao đổi sau này tuy nhiên số lượng tù binh quá đông khiến hậu cần của quân đội ukraine bị quá tải không ai ngờ rằng lại có nhiều lính nga bị bắt đến vậy nhà hoạt động nhân quyền người nga vladimir oshekin báo cáo rằng quy mô đầu hàng của bên lính Nga ở khu vực Kursk là chưa từng có, với mọi diễn biến được ghi lại, bao gồm cả việc quay video. Trên mạng xã hội, nhiều người viết, đây là nỗi xấu hổ chưa từng có trong lịch sử nước Nga dưới thời Putin. Được biết, sáng nay có bằng chứng cho thấy lực lượng phòng vệ Ukraine đã thiết lập được vị trí tại làng Guevo, vùng Kursk. Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng nhóm Kadyrovich đã cố gắng trốn thoát để tránh bị bắt sau khi Kadyrov tuyên bố rằng lực lượng của ông ta không bao giờ đầu hàng. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã bắt giữ hàng chục người thuộc nhóm Kadyrovic trong một chiến dịch tại vùng Kursk. Đoạn phim liên quan được dự án Tôi muốn sống công bố vào Chủ nhật cho thấy những người Kadyrovic bị bắt giữ sâu trong lãnh thổ Nga. Trong video, các tù binh này nói rằng họ đến từ Grozny và phục vụ trong lực lượng Akhmat, Dự án Tôi muốn sống nhận xét rằng sự PR của Kadyrov và nỗ lực bảo vệ lực lượng của mình khỏi các cuộc chiến đang gây thiệt hại lớn cho Nga. Nếu họ thực sự bảo vệ biên giới và không ẩn nấu sau lưng những lính nghĩa vụ tại tuyến sâu gần Kursk, thì cuộc đột phá nhanh chóng này đã không thể xảy ra. Trước đây đã có thông tin cho rằng quân đội Ukraine đã bắt giữ khoảng 1.000 lính Nga, trong đó có nhiều lính nghĩa vụ. Trong khi đó, cơ quan tuyên truyền của Nga bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho người dân về sự tham gia đông đảo của lính nghĩa vụ trong các cuộc chiến các Z-blogger cũng đã bắt đầu công khai cáo buộc rằng nhóm Kadyrovic đã phản bội Nga và ký kết một thỏa thuận riêng với Ukraine. Mở đầu bản tin hôm nay là một chiến công đáng chú ý của lực lượng vũ trang Ukraine ngay trên lãnh thổ Nga. Đoạn phim mới công bố cho thấy, máy bay không người lái Baba Yaga của Ukraine đã tấn công các công sự của Nga ở khu vực biên giới Kursk. Video này được lan truyền trực tuyến trong bối cảnh Kyiv tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ qua biên giới. Đoạn clip quay vào ban đêm và không tiết lộ ngày tháng hay địa điểm cụ thể, cho thấy ít nhất 3 quả bom được thả từ máy bay không người lái. Đoạn video ngắn này được chia sẻ bởi Anton Gerashchenko, cựu cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, cho thấy cuộc tấn công ở Kursk, nơi Ukraine đã tiến hành các đợt tấn công xuyên biên giới suốt 6 ngày qua. Máy bay không người lái Papayaga của Ukraine là một vũ khí tấn công hạng nặng, được cải tiến từ mục đích ban đầu là phục vụ nông nghiệp, nay trở thành một công cụ đáng gờm trong kho vũ khí của Kyiv để đối phó với quân đội Nga. Các nguồn tin Nga tại Ukraine trước đây đã cho biết máy bay không người lái Baba Yaga đã được nâng cấp để hoạt động ban đêm và có khả năng bay xa hơn mà không bị quân đội Moscow phát hiện. Các báo cáo trong tháng này cũng chỉ ra rằng máy bay không người lái này hiện có thể sử dụng bom thông minh hoặc bom dẫn đường sự chú ý đã đổ dồn vào Kursk vào thứ ba sau khi Kyiv tiến hành một cuộc đột kích xuyên biên giới mà một quan chức Ukraine nói với AFP vào chủ nhật rằng có sự tham gia của hàng nghìn binh lính. Tổng thống Volodymyr Zelensky dường như đã đề cập đến cuộc tấn công lần đầu tiên vào đêm thứ bảy sau khi nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin gọi đây là hành động chiêu kích quy mô lớn vào thứ Tư. Các quan chức Moscow đã nhiều lần tuyên bố đã ngăn chặn được bước tiến của Ukraine, mặc dù một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga vào Chủ nhật cho biết giao tranh vẫn đang diễn ra tại các khu vực các biên giới của họ tới 20 dặm. Một nỗ lực đột phá ở quận Belovsky, phía đông nam thị trấn Susa của Kursk đã bị chặn lại. Điện Kremlin cho biết thêm, Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Bảy rằng Ukraine phần lớn đã giữ vững các vị trí ở Kursk và tiến xa hơn một chút so với các vị trí đã xác nhận trước đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết vào Chủ nhật rằng cuộc xâm nhập này chỉ nhằm mục đích duy nhất là đe dọa dân thường Nga và hoàn toàn vô nghĩa về mặt quân sự. Lực lượng vũ trang Nga sẽ sớm có phản ứng cứng rắn, bà Zakharova nói thêm. Tuần trước, thống đốc khu vực Kursk, Alexei Smirnov, đã bàn bố tình trạng khẩn cấp và Nga thông báo rằng cơ quan an ninh FSB sẽ chỉ đạo một chiến dịch chống khủng bố ở các khu vực giáp biên giới với Ukraine, đồng thời trao cho chính quyền nhiều quyền hạn hơn. Truyền thông nhà nước Nga đưa tin vào Chủ nhật rằng hơn 8.000 người đã được di tản khỏi Kursk trong ngày qua. Quân đội Ukraine không nêu rõ Nga chịu tổn thất ở đâu dọc theo tuyến độ, nhưng thông báo vào Chủ nhật rằng Moscow đã chịu 1.220 người thương vong trong 24 giờ qua. Theo số liệu của Ukraine, Điện Kremlin đã mất 6 xe tăng, 13 xe chiến đấu bọc thép và 58 hệ thống pháo kể từ sáng thứ Bảy. Liên Hợp Quốc cảnh báo việc tổ chức IS trỗi dậy mạnh có thể khiến một vùng rộng lớn lãnh thổ châu Phi và thậm chí cả châu Âu rơi vào tay bọn khủng bố. Văn phòng chống khủng bố của Liên Hợp Quốc UNOCT cảnh báo một vùng rộng lớn lãnh thổ ở một số khu vực ở châu Phi có thể rơi vào tay tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và các chi nhánh của nó. UNOCT nhấn mạnh nguy cơ tổ chức IS trỗi dậy và lưu ý rằng các nhóm thánh chiến có liên hệ với chúng đã mở rộng hoạt động ở châu Phi, Syria, Iraq và Afghanistan. Tình hình khu vực Tây Phi và Sahel được đánh giá là vẫn còn nhiều thách thức và phức tạp, khi các nhóm có liên hệ với IS đang mở rộng và thể hiện khả năng phục hồi và thích ứng trước các nỗ lực chống khủng bố toàn cầu. Người đứng đầu UNOCT Vladimir Vorankov cảnh báo rằng một vùng rộng lớn trải dài từ phía bắc Nigeria đến Mali có thể nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm thánh chiến này. Các chi nhánh IS ở Mozambique, Cộng hòa Dân chủ Congo, Somalia cũng trở nên mạnh mẽ hơn, gây nhiều thương vong cho dân thường. Vào đầu năm nay, IS cũng triển khai một chiến dịch lớn trên khắp các tỉnh tự xưng ở Iraq và Syria. Còn ở Afghanistan, IS và các nhóm khủng bố khác vẫn là mối quan ngại đáng kể. Ông Voronkov nhấn mạnh rằng, việc tổ chức IS trỗi dậy có thể đặt ra nguy cơ cao cho châu Âu. Điển hình là vụ tấn công khủng bố nhà hát Rosas City Hall, ngoại ô thủ đô Moscow hồi tháng 3. Do đó, UNOCT kêu gọi các nỗ lực chống khủng bố bền vững và phối hợp trong vấn đề giam giữ các chiến binh IS đã bị bắt vốn đang gây ra gánh nặng cho vùng đông bắc Syria. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga ban hành chế độ hoạt động chống khủng bố ở các khu vực Belgorod, Kursk và Bryansk. Ủy ban cũng nhấn mạnh, Ukraine đã thực hiện nỗ lực chưa từng có nhằm gây bất ổn tình hình ở một số khu vực của Nga cùng một lúc tuyên bố của Ủy ban cho biết, để bảo đảm an toàn cho người dân và ngăn chặn các mối đe dọa khủng bố của lực lượng trinh sát và phá hoại của Ukraine, Chủ tịch Ủy ban chống khủng bố quốc gia, Giám đốc FSB Nga, AV quyết định, vùng Ryansk và Kursk từ ngày 9 tháng 8 năm 2024 sẽ áp dụng chế độ hoạt động chống khủng bố CTO. Một số biện pháp và hạn chế được phép khi áp dụng CTO bao gồm tái định cư tạm thời cho công dân sống trong lãnh thổ áp dụng chế độ CTO tăng cường bảo vệ trật tự công cộng, tăng cường an ninh cho các cơ sở được nhà nước bảo vệ và các cơ sở bảo đảm sinh kế của người dân và hoạt động vận tải. CTO cũng cho phép giám sát các cuộc trò chuyện qua điện thoại và các thông tin khác được truyền qua hệ thống viễn thông, đình chỉ việc cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc cho các pháp nhân, cá nhân hoặc hạn chế sử dụng mạng thông tin liên lạc và phương tiện thông tin liên lạc. Chế độ CTO cũng có nghĩa là hạn chế sự di chuyển của các phương tiện và người đi bộ trên đường phố đường bộ, khu vực và đồ vật nhất định, cho phép sự xâm nhập không bị cản trở của những người tiến hành các biện pháp đối phó vào khu dân cư và các cơ sở và thửa đất khác. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga NAC lưu ý rằng, chính quyền Kyiv đã thực hiện một nỗ lực chưa từng có nhằm gây bất ổn tình hình ở một số khu vực của Nga cùng một lúc họ làm rõ rằng cuộc tấn công của phiến quân ukraine vào khu vực kesker đã dẫn đến thương vong cho dân thường phá hủy các tòa nhà dân cư và các vật thể dân sự khác ủy ban nói thêm rằng các cơ quan chính phủ đang thực hiện các biện pháp bổ sung nhằm bảo đảm an toàn cho người nga duy trì luật pháp và trật tự cũng như tăng cường bảo vệ chống khủng bố cho các cơ sở vùng kesker cũng đang áp dụng chế độ khẩn cấp liên bang trong một diễn biến đáng chú ý, lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc mở rộng và tăng cường chiến dịch tấn công tại khu vực Kursk của Nga. Những động thái gần đây cho thấy một sự leo thang đáng kể trong cường độ và quy mô của các hoạt động quân sự. Với việc triển khai thêm nhiều lực lượng và thiết bị vào khu vực xung đột, theo thông tin từ hãng tin AFP của Pháp, vào ngày 11 tháng 8, AFU đã thực hiện một bước đi quan trọng bằng cách điều động một lượng lớn quân tiếp viện vào khu vực Kursk. Cụ thể, hàng chục xe chiến đấu bộ binh có đánh dấu hình tam giác màu trắng đã vượt qua vùng Shami để tiến vào lãnh thổ Nga. Những hình ảnh được AFP công bố cho thấy các xe bọc thép chở đầy binh sĩ Ukraine rời khỏi vùng Shami đáng chú ý dấu hiệu hình tam giác màu trắng trên các phương tiện này được xem là một ký hiệu đặc biệt chỉ rõ rằng đây là những thiết bị được chỉ định cho chiến dịch tấn công vào khu vực Kursk. Việc sử dụng các ký hiệu riêng biệt như vậy không chỉ giúp phân biệt và điều phối lực lượng hiệu quả hơn mà còn thể hiện tính có tổ chức và chiến lược trong các hoạt động quân sự của Ukraine. Theo ước tính của AFP, số lượng binh sĩ được triển khai trong đợt tăng cường này lên đến hàng nghìn người. Con số này nếu chính xác sẽ đánh dấu một sự gia tăng đáng kể về quân số trong chiến dịch, cho thấy Ukraine đang đặt nhiều nguồn lực và quyết tâm vào việc mở rộng hoạt động quân sự tại khu vực Kursk. Trước tình hình ngày càng căng thẳng, phía Nga dường như đang gặp khó khăn trong việc ứng phó với cuộc tấn công của Ukraine. Theo các nguồn tin, tình hình quân đội Nga ở khu vực Kursk được mô tả là rất tồi tệ. Để đối phó với tình hình này, các tướng lĩnh dưới quyền Tổng thống Putin đã phải khẩn trương điều động lực lượng từ nơi khác đến. Cụ thể, có thông tin cho biết, 10 xe tải tham AZ chở binh sĩ từ lữ đoàn 810 đã được điều chuyển về khu vực Kursk. Động thái này cho thấy phía Nga đang tìm cách tăng cường lực lượng một cách gấp rút để đối phó với áp lực ngày càng tăng từ phía Ukraine. Sự leo thang này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về phản ứng tiếp theo của Nga, cũng như tác động của nó đối với cục diện chung của cuộc chiến. Điều chắc chắn là với việc đưa thêm quân và thiết bị vào khu vực Kursk, Ukraine sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của họ trong việc đẩy lùi lực lượng xâm lược và bảo vệ lãnh thổ của mình. Thưa quý vị, mới đây một cảnh tượng đầy biểu tượng đã diễn ra tại khu vực biên giới Kursk của Nga, nơi các chiến binh Ukraine đang tiến hành một chiến dịch xuyên biên giới đầy táo bạo. Những đoạn phim lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vào Chủ nhật đã ghi lại khoảnh khắc đầy ý nghĩa khi lá cờ ba sọc trắng xanh đỏ của Nga bị hạ xuống và thay thế bằng lá cờ xanh vàng tượng trưng cho tự do và độc lập của Ukraine. Tại làng Guevo, một ngôi làng nhỏ nằm không xa biên giới Ukraine và phía nam thị trấn xuất gia, nơi đã chứng kiến các cuộc đụng độ kể từ khi chiến dịch bắt đầu từ sáng sớm thứ ba. Các chiến binh Ukraine đã thể hiện lòng dũng cảm phi thường, họ tiến vào một tòa nhà nơi lá cờ nga đã tung bay trong suốt thời gian dài với quyết tâm không lay chuyển họ kéo lá cờ xuống biểu tượng cho sự kết thúc của áp đồ hộ và áp bức trong một khoảnh khắc đầy xúc động một chiến binh đã thay thế lá cờ nga bằng lá cờ xanh và vàng rực rỡ của ukraine như một lời tuyên bố mạnh mẽ về sự hiện diện và quyết tâm của họ cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại làng sverlykovo nằm về phía tây bắc xuất xa tại đây tinh thần đồng đội và lòng dũng cảm của các chiến binh ukraine một lần nữa được thể hiện rõ nét một đoạn clip cho thấy hình ảnh đầy cảm hứng khi một người lính ukraine đứng trên vai đồng đội để với tới lá cờ nga đang tung bay trên một tòa nhà hội đồng với sự kiên trì và quyết tâm họ đã hạ được lá cờ xuống xóa bỏ dấu hiệu cuối cùng của sự hiện diện của nga tại nơi này những hành động này dù có vẻ đơn giản nhưng mang một ý nghĩa sâu sắc và mạnh mẽ chúng không chỉ là việc thay đổi một miếng vải mà còn là sự khẳng định về chủ quyền về ý chí không khuất phục của một dân tộc trước kẻ xâm lược mỗi lá cờ ukraine được kéo lên là một thông điệp rõ ràng gửi đến moscow ukraine sẽ không chịu khuất phục và họ sẵn sàng mang cuộc chiến đến tận cửa ngõ của kẻ thù để bảo vệ tự do và độc lập của mình Ukraine đang sử dụng chiến thuật dùng các máy bay không người lái UAV giá rẻ để cản trở Nga thu thập thông tin tình báo và từ đó ngăn bị tấn công. Trong bản cập nhật vào đầu tháng 8, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW tại Washington cho biết, các nhà điều hành UAV của Ukraine dường như đang cải thiện năng lực ngăn chặn dàn UAV trinh sát tầm xa của Nga. Ông Riley Bailey, nhà phân tích về Nga tại ISW, giải thích nhận định trên được đưa ra sau khi xuất hiện đoạn video Ukraine sử dụng UV góc nhìn thứ nhất FPV giá rẻ để đánh chặn UV trinh sát đắt tiền của Nga. Ông cho rằng đây là một diễn biến đáng chú ý, bởi trên thực tế chưa có bằng chứng nào cho thấy quân đội Nga làm như vậy. Việc Ukraine thiếu vắng các hệ thống phòng khôn đã tạo ra lỗ hổng cho lực lượng Nga vận hành một cách tự do, các UV hiện đại để thu thập hình ảnh tình báo, trinh sát và giám sát, ISR sắc nét hơn trong vùng chiến tranh. Hồi tháng 5, chuyên gia quân sự Jack Walling, tại viện dịch vụ thống nhất hoàng gia Anh từng cho rằng các UAV Orlan 10 của Nga đang hoạt động khắp tiền tuyến và sự hiện diện ngày càng tăng của loại UAV làm nhiệm vụ thu nhập ISR của Nga phát hiện và tiêu diệt chính xác các mục tiêu phía sau chiến tuyến bằng pháo phản lực và hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật. Những UAV này còn có thể đe dọa các lực lượng Ukraine đang tiến công bằng cách chuyển tiếp thông tin mục tiêu cho đơn vị hỏa lực tầm xa chiến thuật để khai hỏa ngăn chặn. Ông Bailey nhấn mạnh thêm, các loại UAV trinh sát đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp Nga quyết định mục tiêu nào của Ukraine sẽ bị tiêu diệt. UAV cho các đơn vị pháo binh biết được nơi tập trung binh sĩ và thiết bị của đối phương, cũng như vị trí đối phương lên kế hoạch tấn công, sau đó pháo binh thực hiện đẩy lùi. Ông Bailey nói, báo cáo của ISW cũng cho hay Nga đã tận dụng sự hạn chế về năng lực phòng không của Ukraine để triển khai nhiều UAV trinh sát, thậm chí còn đưa chúng vào sâu trong khu vực hậu phương của Ukraine. Phương thức này giúp Nga cải thiện độ chính xác của các cuộc tấn công. Một chuyên gia quân sự Ukraine từng thừa nhận Kyiv không có đủ hệ thống phòng không để bắn hạ tất cả UAV trinh sát của Nga và cũng không muốn dùng hỏa tiễn đánh chặn đắt tiền để hạ các UAV Nga. Điều đó khiến chiến lược dùng FPV giá rẻ trở nên quan trọng hơn. Theo ông Bailey, nếu Ukraine có thể sử dụng FPV giá rẻ quy mô lớn để nhắm mục tiêu và làm suy yếu năng lực trinh sát của Nga, đây là cách tương đối hiệu quả về mặt chi phí, cũng như giúp tiết kiệm hỏa tiễn phòng không để tấn công các mục tiêu trên không quan trọng hơn và đắt tiền hơn của Nga. Ông cũng cho rằng Ukraine thường đi trước Nga về công nghệ UAV bởi Ukraine là nước đầu tiên sử dụng FPV ở quy mô lớn dọc theo chiến tuyến và buộc quân đội Nga phải chạy theo. Ngoài những cuộc tấn công chủ động và giành về chiến thắng, Ukraine cũng đã đẩy lùi được một số cuộc tấn công của quân xâm lược ở các vùng khác. Mới đây, lính dù của Lữ đoàn Không vận 46 Ukraine đã đẩy lùi nỗ lực tấn công của Nga vào các vị trí của quân đội Ukraine ở khu vực Marinka. Một đoạn video ghi lại cảnh phá hủy thiết bị của Nga trong cuộc tấn công đã được đăng trên kênh Telegram chính thức của Lữ đoàn. Theo lữ đoàn, trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công, địch đã di chuyển về phía vị trí của lính dù theo hai đoàn xe và lực lượng trinh sát trên không của đơn vị đã nhanh chóng phát hiện ra điều này. Đoàn xe đầu tiên gồm 5 xe và cố gắng đi qua gần Marinka và tiếp cận vị trí của tiểu đoàn 2. Nhờ phát hiện kịp thời kẻ địch, tiểu đoàn đã sử dụng được hầu hết vũ khí của mình, bao gồm cả máy bay không người lái FPV và hệ thống hỏa tiễn chống tăng để tiêu diệt đoàn xe. Hậu quả là ba xe của Nga bị phá hủy và hai xe bị hư hỏng nghiêm trọng. Đoàn xe thứ hai gồm ba xe và đang di chuyển về phía vị trí của tiểu đoàn lính dù số 3 cũng bị hỏa lực phá hủy hoàn toàn. Theo lữ đoàn, chỉ trong một ngày chiến đấu, địch đã mất hai xe chiến đấu bọc thép, hai xe MT-LB và một xe bọc thép chở quân. Các thiết bị hư hại bao gồm một xe tăng MT-LB và một xe tăng T-90M Rodif tiên tiến của Nga. Số lượng xe tăng bị phá hủy và thu giữ đã vượt quá 100. Vào tháng 7 năm 2024, theo thông tin công khai, các nhà phân tích có thể thống kê được 100 xe tăng T-90M bị phá hủy và hư hỏng bằng cách sử dụng hình ảnh và video có sẵn. Danh sách này cũng bao gồm các phương tiện bị lực lượng phòng vệ Ukraine thu giữ và bị quân đội Nga bỏ lại trên chiến trường mà không bị hư hỏng nghiêm trọng. Cần lưu ý rằng trong số các loại xe tăng khác được quân đội Nga sử dụng trong cuộc chiến chống Ukraine, tổn thất của T-90M khá nhỏ nhưng nếu xét đến tổn thất của các phương tiện hiện đại hóa thì đây là một trong những tổn thất lớn nhất. Chuyển sang diễn biến ở chiến trường Hoa Kỳ, mới đây cựu tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích phó tổng thống Kamala Harris vì từ chối trả lời phỏng vấn ngẫu hứng, cáo buộc bà lặp đi lặp lại cùng một bài phát biểu. Kể từ khi trở thành ứng cử viên tổng thống, bà Kamala Harris đã lên tiếng từ chối trả lời phỏng vấn. Bạn biết tại sao không? Bởi vì bà ấy ngốc nghếch bà Kamala Harris có thể tổ chức một cuộc họp báo, nhưng bà ấy không làm vậy. Ông Donald Trump nhấn mạnh, Phó Tổng thống Mỹ không tổ chức cuộc phỏng vấn hay họp báo nào kể từ khi công bố chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Thay vào đó, bà bắt đầu chuyến lưu diễn diễn thuyết tập trung ở một số tiểu bang quan trọng, hợp tác với nhạc sĩ nổi tiếng để thu hút đám đông và đọc những nhận xét tương tự từ máy nhắc chữ ở mọi địa điểm. Bà Kamala Harris lập đi lập lại cùng một bài phát biểu với những từ ngữ giống hệt nhau. Tôi nghe bà ấy đưa ra 6 từ và mỗi từ đều giống nhau. Tôi không làm thế, tôi phải cho bạn một chút thay đổi. Đúng không? Ông Donald Trump nói. Nhiều chuyên gia bảo thủ chỉ trích bà Kamala Harris vì lặp lại bài phát biểu của chính mình. Video do Fox News biên soạn cho thấy, ứng cử viên đảng Dân Chủ nói nhiều câu cửa miệng như tôi biết kiểu người của ông Donald Trump và bạn đã sẵn sàng để lên tiếng chưa từ máy nhắc chữ với cùng tôn điệu và nhịp điệu chúng ta không thích đọc máy nhắc chữ, đúng không? Nó không vui lắm, không thú vị lắm. Ông Donald Trump nói với những người ủng hộ mình. Trong khi cựu Tổng thống Mỹ sử dụng máy nhắc chữ trong hầu hết cuộc vận động của mình, ông thường xuyên đi chệt khỏi kịch bản và nổi tiếng với những cuộc đụng độ không chuẩn bị trước. Ngược lại, bà Harris thường bị những người bảo thủ chế giễu vì đưa ra câu trả lời lan man khi rơi vào tình huống khó xử. Ông Donald Trump và bà Kamala Harris đều đồng ý tham gia cuộc tranh luận trên ABC News vào ngày 10 tháng 9. Không ứng cử viên nào được phép sử dụng máy nhắc chữ. Cựu Tổng thống Mỹ cũng đồng ý tham gia thêm hai cuộc tranh luận khác với Fox News và NBC News, trong khi bà Harris vẫn chưa chấp nhận hoặc từ chối lời mời. Theo khảo sát của Real Clear Politics, Phó Tổng thống Mỹ đang dẫn trước ông Donald Trump trên toàn quốc với tỷ lệ 0,5%. Cuộc thăm dò của New York Times cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 4 điểm tại tiểu bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Chuyển sang những diễn biến ở chiến trường Trung Đông, các nhà hòa giải vẫn nỗ lực chuẩn bị cho cuộc đàm phán mới về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, bất chấp những nghi ngờ về khả năng tham gia của cả Israel và Hamas bất định bao trùm thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza sau khi phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas hôm 11 tháng 8 đề nghị các nhà hòa giải trong cuộc xung đột Gaza trình bày một kế hoạch dựa trên các cuộc đàm phán trước đó thay vì tham gia các cuộc đàm phán mới với Israel theo hãng tin Reuters đại diện Hamas cho biết Hamas kêu gọi các nhà hòa giải trình bày kế hoạch thực hiện những gì chúng tôi đã nhất trí vào ngày 2 tháng 7 dựa trên tầm nhìn của Tổng thống Mỹ Joe Biden và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc các nhà hòa giải nên thực thi điều này đối với Israel thay vì theo đuổi các vòng đàm phán tiếp theo hoặc các đề xuất mới nhằm che đẩy cho hành động xâm lược của kẻ chiếm đóng và cho họ thêm thời gian để tiếp tục nạn diệt chủng chống lại người dân của chúng tôi. Hamas nhấn mạnh. Theo Reuters, Hamas cũng nói rằng họ đã thể hiện sự linh hoạt trong suốt quá trình đàm phán thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, nhưng hành động của Israel bao gồm vụ lãnh đạo chính trị Hamas ông Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran Iran vào cuối tháng 7 cho thấy Israel không nghiêm túc trong việc theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Israel không phủ nhận hay nhận trách nhiệm về vụ ám sát ông Haniyeh. Về phần mình, các đồng minh của thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu nói rằng ông Netanyahu sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza bất kể những tác động của thỏa thuận lên liên minh cầm quyền của ông đài CNN dẫn một số nguồn tin. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hoài nghi về việc ông Netanyahu có sẵn sàng đạt được một thỏa thuận trước sự phản đối gay gắt từ các bộ trưởng trong liên minh của ông. Bộ trưởng tài chính Israel Bezalel Smotrich hôm 9 tháng 8 gọi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza là một thỏa thuận đầu hàng. Tôi kêu gọi thủ tướng không rơi vào bẫy này và không đồng ý với một sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất so với các làn ranh đỏ mà ông ấy vừa đặt ra gần đây, dù chúng cũng rất có vấn đề. Ông Smotrich viết trên mạng xã hội X. Mặc dù vậy, các nhà hòa giải vẫn dự kiến sẽ triệu tập các nhóm đàm phán của Israel và Hamas tại Cairo, Ai Cập hoặc Doha, Qatar vào ngày 15 tháng 8. Một số nguồn tin nói với CNN rằng các cuộc đàm phán đã được tiến hành trước với các phái đoàn kỹ thuật làm việc xuyên suốt ngày đêm về các chi tiết quan trọng trong cuộc đàm phán sắp tới. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un công bố kế hoạch sẽ di tản hơn 15.000 người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt nghiêm trọng về Bình Nhưỡng để sinh sống tạm. Ông Kim Jong Un đã đến thăm lại một khu vực bị ngập lụt gần biên giới của nước này với Trung Quốc để thông báo các kế hoạch hỗ trợ những người bị ảnh hưởng, bao gồm phương án đưa khoảng 15.400 người về Bình Nhưỡng sống cho tới khi các căn hộ mới được xây xong. Ông Kim đã thực hiện chuyến đi kéo dài 2 ngày từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 8 ở quận Uiju để thăm người dân. Tuần trước, Triều Tiên cho biết hàng nghìn ngôi nhà ở thành phố Shinuzu và quận Uiju của Triều Tiên đã ngập lụt do lượng mưa lớn trút xuống phía bắc đất nước. Vào cuối tháng 7, ông Kim đã đi thị sát khu vực bị ngập lụt và kiểm tra công tác cứu hộ, nơi quân đội đã điều khoảng 10 máy bay, thực hiện khoảng 20 chuyến mỗi ngày để di tản 4.200 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ông Kim đã đề cập đến kế hoạch hỗ trợ cho người già, binh lính, bà mẹ và trẻ em tại Bình Nhưỡng, cho đến khi nhà mới của họ được xây dựng lại, đồng thời cho biết thêm khoảng 15.400 người có thể được đưa đến thủ đô. Ông Kim cho biết phải mất ít nhất 2-3 tháng để các nạn nhân lũ lụt ổn định cuộc sống sau khi nhà cửa được xây dựng và sửa chữa xong do thiệt hại quá lớn. Ông Kim cũng cảm ơn các quốc gia và tổ chức quốc tế đã liên hệ với Triều Tiên và bày tỏ ý định cung cấp hỗ trợ nhân đạo, nhưng cho biết đất nước sẽ tự tìm con đường riêng bằng sức mạnh và nỗ lực của mình. Cuối tuần trước, Triều Tiên cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị viện trợ nhân đạo cho phía Bình Nhưỡng. Ông Kim đã cảm ơn lời đề nghị, nhưng cho biết vì chính phủ của ông đã thực hiện các biện pháp cần thiết, ông sẽ đề nghị giúp đỡ nếu cần viện trợ. Tình báo Mỹ gần đây đã đưa ra tuyên bố rằng Iran đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2024 của Mỹ. Microsoft đã chỉ ra trong một báo cáo rằng Vài tuần sau khi họ phát hiện tin tặc liên quan đến chính phủ Iran cố gắng xâm nhập vào tài khoản của các quan chức cấp quận của Mỹ, họ lại phát hiện nỗ lực xâm nhập vào tài khoản của một quan chức cấp cao liên quan chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Ngay trước khi báo cáo của Microsoft được công bố, mới đây tình báo Mỹ đã đưa ra tuyên bố vấn đề Iran đã tăng cường sử dụng các tài khoản mạng xã hội bí mật để gieo rắc quan hệ chính trị trong xã hội Mỹ và can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 trung tâm phân tích mối đe dọa của Microsoft, MTAC, đã phát hành một bản báo cáo dài 9 trang tuyên bố đã tìm thấy dấu vết của các hoạt động gây ảnh hưởng nhắm vào người Mỹ, chủ yếu là người Iran nhưng cũng có cả người Trung Quốc và Nga. Báo cáo cho biết đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của các nhóm liên quan đến Iran nhằm thu thập thông tin tình báo về bầu cử Mỹ. Tài khoản của quan chức địa phương Mỹ đã bị xâm phạm vào tháng 5, đó là một phần của tấn công rải mật khẩu, được thực hiện trên phạm vi rộng hơn, nghĩa là tin tặc sử dụng một số lượng lớn mật khẩu thông dụng hoặc những mật khẩu đã bị rò rỉ để thử nghiệm trên những tài khoản mục tiêu muốn xâm nhập. Báo cáo cho biết thêm, tin tặc không thể truy cập bất kỳ tài khoản nào khác trong đợt tấn công rải mật khẩu này và Microsoft đã thông báo cho những tài khoản mục tiêu. Nghiên cứu cũng cho biết một nhóm khác của Iran đã tung ra hai trang tin tức bí mật, những trang này sử dụng trí tuệ nhân tạo để lấy nội dung từ các trang tin tức hợp pháp nhằm nhắm mục tiêu vào các cử tri Mỹ có liên quan chính trị hoàn toàn trái ngược nhau. Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc ở New York đã khẳng định không hề tiến hành các cuộc tấn công mạng. Người đại diện cũng cho biết thêm, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là một vấn đề nội bộ mà Iran không can thiệp. FSB cho biết đặc vụ Iran vào năm 2020 đã mạo danh thành viên của nhóm cánh hữu Proud Boys để đe dọa cử tri Mỹ. Các quan chức an ninh mạng Mỹ cho biết, cùng năm đó tin tặc Iran đã xâm nhập vào trang web của chính quyền thành phố Mỹ dùng để công bố kết quả bầu cử, nhưng những kẻ tấn công đã bị bắt trước khi có thể thực hiện các hoạt động. Tháng 7 năm nay, tình báo Mỹ cũng cảnh báo những thế lực như Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhà cầm quyền Nga và Iran đang tuyển dụng người ở Mỹ để thực hiện tuyên truyền chính trị, can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Hôm thứ Tư vừa rồi, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác định được 6 hacker Iran cáo buộc họ đột nhập vào hệ thống của các công ty tiện ích Mỹ. Cuối cùng là một thông tin khoa học quốc phòng đáng chú ý. Ukraine đã phát triển một mũ quân khuyển robot có khả năng giả mìn hoặc trinh sát chiến hào thay binh sĩ, có thể sắp được đưa ra tiền tuyến. AFP cho biết, phóng viên của hãng tuần trước được giới thiệu một mẫu thiết bị không người lái mặt đất bốn chân, còn gọi là chó robot, tại địa điểm không tiết lộ ở Ukraine. Mẫu robot này mang tên Bad One, có thể đứng lên, cúi xuống, chạy và nhảy theo lệnh được người điều khiển truyền đến. Nó có chiều cao thấp nên khó bị phát hiện, đồng thời được trang bị camera ảnh nhiệt để có thể ra soát bên trong các chiến hào của đối phương hay các tòa nhà ở khu vực chiến sự thay cho binh sĩ. Quân nhân được cử đi làm nhiệm vụ trinh sát của chúng tôi hầu hết đều là những người có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản, song họ cũng đối mặt với rủi ro rất lớn. Yuri, một trong những người vận hành, cho biết mẫu chó này giúp giảm thiểu nguy cơ với các binh sĩ và tăng cường năng lực tác chiến của đơn vị. Đây là chức năng cốt lõi của nó. Ngoài ra, Bad One còn có khả năng phát hiện mìn và thiết bị nổ tự chế IED, cũng như vận chuyển tối đa 7kg đạn dược, thuốc men đến các điểm nóng trên chiến trường. Nguyên mẫu của buổi trình diễn được trang bị pin với thời lượng hoạt động khoảng 2 giờ. Nó còn có một phiên bản hiện đại hơn là Bat 2, song chưa được giới thiệu vì lý do an ninh. Với khả năng hoạt động lén lút và tính linh hoạt cao, Bat 1 có thể trở thành công cụ hữu ích trên tiền tuyến của quân đội Ukraine, lực lượng vốn đang thiếu hụt nhân lực. Tôi không thể tiết lộ chúng tôi sẽ triển khai bao nhiêu con, Yuri nói, nhưng điều này sẽ có tác động lớn đối với hoạt động quân sự và giúp các quân nhân được an toàn hơn. Yuri tiết lộ, Bad One được gắn công tác khẩn cấp cho phép người vận hành có thể xóa sạch dữ liệu bộ nhớ trong trường hợp nó rơi vào tay lực lượng Nga. Trong một diễn biến đáng lo ngại, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại tháp làm mát của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vào tối ngày 11 tháng 8. Sự cố này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về an toàn hạt nhân trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra giữa Nga và Ukraine cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã xác nhận rằng các chuyên gia của họ những người đang giám sát tình hình an toàn tại nhà máy đã nghe thấy một loạt tiếng nổ trước khi nhận thấy khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực phía bắc của cơ sở mặc dù IAEA cho biết chưa ghi nhận nguy cơ mất an toàn hạt nhân tức thời tình hình vẫn hết sức nghiêm trọng và đáng quan ngại Cơ quan năng lượng hạt nhân Nga Rosatom cáo buộc quân đội Ukraine triển khai UAV tập kích nhà máy, thêm rằng hai phi cơ đánh trúng tháp làm mát vào lúc 20h20 và 20h32. Ngọn lửa được dập tắt lúc 23h30 nhưng cấu trúc bên trong tháp đã bị hư hại nghiêm trọng. Các chuyên gia sẽ đánh giá nguy cơ sập công trình khi điều kiện cho phép. Cơ quan này cho hay, Yevgeny Balitsky, tỉnh trưởng Zaporizhia và Nga bổ nhiệm nói rằng nhà máy bị tấn công khi quân đội Ukraine cố gắng tập kích thành phố Enegoda lân cận do kiểm soát. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng cáo buộc lực lượng Nga cố tình gây ra vụ hỏa hoạn, nhấn mạnh rằng tình hình sẽ không thể trở lại bình thường, chừng nào Nga vẫn tiếp tục kiểm soát cơ sở này. Lời tuyên bố này phản ánh mối quan ngại chính đáng về sự hiện diện của quân đội Nga tại một địa điểm nhạy cảm như vậy. Trong khi cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về vụ việc, điều quan trọng là phải nhìn nhận sự kiện này trong bối cảnh rộng lớn hơn của cuộc xâm lược phi pháp của Nga và Ukraine. Việc Nga chiếm đóng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này từ đầu cuộc xung đột đã tạo ra một tình huống cực kỳ nguy hiểm, đe dọa an ninh năng lượng và môi trường của toàn khu vực. Mặc dù các lò phản ứng tại nhà máy Zaporizhia hiện đã ngừng hoạt động, việc duy trì hệ thống làm mát vẫn là yếu tố then chốt để bảo đảm an toàn bất kỳ tai nạn nào cũng có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc, bao gồm khả năng rò rỉ chất phóng xạ ra môi trường. Cộng đồng quốc tế cần phải hành động quyết liệt để bảo đảm an toàn cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Việc Nga rút quân khỏi cơ sở này và cho phép các chuyên gia quốc tế tiếp cận đầy đủ là điều cấp thiết. Đồng thời, cần phải có những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ hơn nữa để chấm dứt cuộc xâm lược của Nga và khôi phục hòa bình cho Ukraine. Ngoài những cuộc chiến đang được quan tâm hàng đầu thì một cuộc chiến khác cũng đang diễn ra ở Mỹ. Giữa bầu không khí chính trị phân cực nặng nề, nhiều người Mỹ giàu có đang âm thầm lập kế hoạch B, mua những bon ke xa xỉ đề phòng những kịch bản tồi tệ nhất. Ron Hubbard, tổng giám đốc điều hành công ty chuyên sản xuất nhà tận thế Atlas Survival Shelter, ghi nhận nhu cầu càng gia tăng sau vụ ám sát hụt của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 7. Mọi người lo ngại về kịch bản nội chiến, các bon ke siêu sang trọng của Atlas sở hữu hàng loạt các tính năng công nghệ cao như cửa sập chống đạn, cửa kính khí, ống dẫn khí chống hư hỏng và phòng khử khuẩn. Chúng được trang trí đẹp mắt với mặt bàn bằng đá granite và sàn gỗ sồi. Đường hầm thoát hiểm là đặc điểm tiêu chuẩn trên các mẫu bon ke lớn, giá thành lên tới 200.000 USD. Ngay lúc này, thế giới đang đứng trên một cái bập bên. Vấn đề là nó sẽ ngã theo hướng nào Geoffrey Toledo, nhà đầu tư bất động sản 37 tuổi tại Tampa cho hay, Toledo đang để mắt đến một căn hộ trong khu phức hợp Survival Condo, băng ke sâu 15 tầng được chuyển đổi từ nhà chứa hỏa tiễn ở Kansas. Công trình có hồ bơi, phòng thưởng thức cocktail và kho dự trữ thực phẩm lên tới 5 năm. Một nhà đầu tư bất động sản 29 tuổi ở Arlington, Virginia, cũng đang cân nhắc mua căn hộ rộng 88 mét vuông tại Survival Condo, được niêm yết với giá 1,3 triệu Mỹ Kim để làm nơi trú ẩn cho anh và bạn gái. Mọi người đều coi cuộc bầu cử là một cuộc khủng hoảng hiện sinh. Nếu người họ bầu không thắng, họ sẽ rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Anh nói, tôi đang tìm kiếm thứ gì đó có thể dễ dàng chuyển vào ngay. Larry Horn, chủ đầu tư khu căn hộ, cho hay mối quan tâm với dự án của họ đã tăng vọt khi cuộc bầu cử tháng 11 đến gần. Với những người Mỹ giàu có, họ chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để chuẩn bị tốt nhất nếu thảm họa xảy ra. Atlas Survival Shelters, đơn vị nhận thiết kế bong ga riêng cho khách hàng, báo cáo doanh số tăng gấp 3 lần kể từ sau đại dịch Covid-19 và các cuộc biểu tình hỗn loạn năm 2020. Tuy nhiên, Scott Horn, cố vấn cho chương trình truyền hình thực tế, chuẩn bị cho ngày tận thế, hoài nghi về tính thực tiễn của các hầm trú ẩn do những thách thức về bảo trì dưới lòng đất. Luật sư di trú tại Montreal jean philippe Brunet cho biết nhiều người Mỹ còn tính đến phương án khác trong trường hợp bất ổn nổ ra. Văn phòng của ông đã nhận được nhiều yêu cầu hơn từ những khách hàng muốn chuyển đến Canada sau cuộc bầu cử tháng 11, ít nhất là tạm thời. Cả cử tri Dân Chủ và Cộng Hòa đều lo ngại về các kịch bản hậu bầu cử. Brunet cho biết Canada có thể là một nơi đem đến sự an tâm và an ninh. Số lượng người Mỹ tìm kiếm quyền công dân hoặc thường trú tại các quốc gia khác thông qua chương trình yêu cầu khoản đầu tư lên tới 6-7 con số đã tăng vọt. Họ nêu ra nhiều mối lo ngại khác nhau, nặng bài do Thái gia tăng, yêu cầu tiêm vaccine, xả súng trong trường học hoặc bất ổn chính trị. Tuy nhiên, rất ít người muốn rời khỏi Mỹ vĩnh viễn, hầu hết hy vọng họ sẽ không bao giờ phải sử dụng quốc tịch mới, giống như mọi người mua bảo hiểm cho ngôi nhà của mình và hy vọng nó không bao giờ bị cháy. Tạm rời xa chiến trường Ukraine, Trung Đông cũng đang là nơi được quan tâm hàng đầu hiện tại. Tổng thống Iran được cho là đang đấu tranh với các nhà lãnh đạo cứng rắn của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm kiềm chế quy mô trả đũa Israel. Các tướng lĩnh cấp cao của IRGC đang thúc đẩy tiến hành cuộc tấn công bằng hỏa tiễn trực tiếp vào những căn cứ quân sự ở Tel Aviv và các thành phố khác của Israel nhằm đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào tháng trước. Tổng thống Masoud Bezekian đang tìm cách để tránh rơi vào một cuộc chiến toàn diện với Israel và thay vào đó muốn nhắm vào các căn cứ ẩn của cơ quan tình báo Mossad của Israel đặt tại các quốc gia quanh Iran. Một trợ lý của ông Bezekian nói rằng Tổng thống Iran đã đề xuất nhắm mục tiêu vào một nơi nào đó liên quan đến Israel ở Azerbaijan hoặc Iraq và thông báo cho những nơi này biết trước để giải quyết toàn bộ vụ việc. Tuy nhiên, một quan chức IRGC nói rằng các thành viên trong lực lượng này đã thảo luận về cách phá hoại những nỗ lực trả đũa tiềm năng của ông Bezeskian. Quan chức này cho biết, mối quan tâm hàng đầu vẫn là tấn công theo Aviv cùng với Hezbollah và những lực lượng khác cùng lúc. Trong diễn biến liên quan, Hezbollah ngày 10 tháng 8 đã triển khai một số máy bay không người lái chứa thuốc nổ vào miền Bắc Israel để đáp trả vụ không kích của Israel giết chết một chỉ huy Hamas ở Liban. Hezbollah cho biết họ đã nhắm vào căn cứ quân sự Mikvi Alon gần Makha nơi mà nhóm này tuyên bố là được lực lượng phòng vệ israel idf sử dụng làm nơi tập kết và là kho đạn dược idf xác nhận rằng một số máy bay không người lái chứa thuốc nổ đã được phóng đến khiến còi báo động ở nhiều cộng đồng phía bắc vang lên theo idf một trong những máy bay không người lái đã bị phòng không chặn lại trong khi những máy bay khác tấn công vào các khu vực ở miền bắc israel gây ra thiệt hại không có thương vong nào được ghi nhận trong vụ tấn công Tuy nhiên, một trung tâm điều trị và phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật đã bị tấn công và hư hại nghiêm trọng. IDF cũng cho biết họ đã thực hiện một loạt cuộc không kích ở miền Nam Liban hôm 10 tháng 8 nhắm vào các địa điểm và lực lượng Hezbollah. Sau hơn 2 tuần tranh tài đầy kịch tính và hấp dẫn, Olympic Paris năm 2024 chính thức khép lại với lễ bế mạc hoành tráng diễn ra rạng sáng 12 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Không hổ danh là một kinh đô nghệ thuật và ánh sáng, Lời chia tay của Paris với Olympic năm 2024 diễn ra lung linh, biến đổi sắc màu kỳ ảo nhờ công nghệ hiện đại và đậm chất nghệ thuật đặc sắc, được trình diễn trên sân khấu rộng 2.800m2 tại sân vận động Stade de France. Ngôi sao điện ảnh Tom Cruise đã tạo nên một màn trình diễn ngoạn mục khi anh đu dây từ mái sân vận động quốc gia Pháp xuống để nhận lá cờ Olympic, mang một chút không khí Hollywood đến sự kiện này, đánh dấu sự chuyển giao từ Paris sang Los Angeles, LA, chủ nhà của kỳ Olympic tiếp theo. Paris đã khép lại một kỳ Olympic thành công, mang đến những màn thể thao đỉnh cao ngay tại trung tâm thủ đô thổi luồng sinh khí mới vào Olympic sau những khó khăn của Rio de Janeiro năm 2016 và Tokyo 2021 điều hiu vắng bóng khán giả vì Covid-19. Tổng cộng, 207 đoàn đã dự Olympic với 91 đoàn giành ít nhất một huy chương. Trung Quốc và Mỹ đều giành được 40 huy chương vàng, nhưng Mỹ vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp do có nhiều huy chương bạc và đồng hơn. Xếp thứ ba là Nhật Bản với 20 huy chương vàng. Việt Nam, 16 vận động viên tham dự nhưng không giành được huy chương nào dù dẫn đầu khối ASEAN trong các kỳ SEA Games gần nhất. Trong bối cảnh thế giới đang phục hồi sau đại dịch COVID-19, Paris đã hứa hẹn một kỳ Olympic như ánh sáng cuối đường hầm và mang đến một kỳ thế vận hội vô tư thoải mái. Tuy nhiên, cuộc chiến Nga-Ukraine, xung đột ở Trung Đông và tình trạng an ninh cao độ của Pháp vẫn là những mối lo ngại lớn khi thế vận hội diễn ra. IOC sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì không có vụ bê bối lớn nào nổ ra, mặc dù họ đã phải vật lộn với một số tranh cãi, như cuộc tranh cãi về doping âm ỉ liên quan đến các vận động viên Trung Quốc đã bao trùm cuộc thi bơi lội, nơi Hoa Kỳ phải đối mặt với thách thức lớn nhất đối với sự thống trị của họ trong nhiều thập niên. Một cơn bão tranh cãi xung quanh tư cách giới tính đã ảnh hưởng đến cuộc thi đấm bốc nữ, cho thấy mối quan hệ độc hại giữa IOC và Hiệp hội quyền Anh quốc tế bị mất uy tín rộng rãi. Trong khi đó, việc dọn dẹp sông Sen trị giá 1,5 tỷ Mỹ Kim đã mang lại cho Paris hình ảnh các vận động viên ba môn phối hợp và bơi marathon thi đấu trên sông qua trung tâm Paris mà không có nạn sóng bệnh tật nào xảy ra sau đó. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 8 năm 2024, tờ báo Trung Quốc Tân Vấn Trung Tâm đã công bố một danh sách chính phủ tạm thời của Trung Quốc giữa lúc lan truyền tin đồn rằng Tổng bí thư Tập Cận Bình đã đột quỵ tại Hội nghị Trung ương 3 theo danh sách được đưa ra chủ tịch quân ủy trung ương là trương hữu hiệp tổng bí thư là đinh tiết tường chủ tịch nước là hàn chính chủ tịch đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc là vương hổ ninh thủ tướng là trần cát ninh chủ tịch chính hiệp là triệu lạc tế bí thư ban kiểm tra kỷ luật trung ương là doãn lực trung và bí thư trung ương thường trực là lý hy đáng chú ý danh sách này không có tên thủ tướng lý cường và thái kỳ làm dấy lên thêm những nghi ngờ về tính chính xác của thông tin Tin đồn tiếp tục lan truyền mạnh mẽ khi vào ngày 11 tháng 8 năm 2024, tờ báo này một lần nữa gây sốc khi tuyên bố rằng ông Tập Cận Bình có thể từ chức do bệnh nặng. Hội nghị Bắc Đới Hà được cho là đã quyết định thay thế ông Tập Cận Bình bằng ông Hồ Xuân Hoa làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hồ Xuân Hoa, người từng được dự đoán sẽ là người kế nhiệm ông Tập Cận Bình từ 12 năm trước, nay được cho là sẽ tiếp quản quyền lãnh đạo đảng, chính phủ và quân đội. Đáng ngạc nhiên hơn, người được cho là đứng sau việc hạ bệ ông Tập Cận Bình chính là Vương Tiểu Hồng, một thân tín của ông và hiện là Bộ trưởng Bộ Công an. Trên mạng xã hội, cựu quân nhân Dương Tiểu Bình đã khuấy động thêm tình hình khi đăng tải trên mạng xã hội X vào ngày 9 tháng 8, tuyên bố rằng tháng này sẽ chứng kiến những tin tức gây sốc nhất trong nước, vượt qua cả thế vận hội, chiến tranh Nga-Ukraine, chiến tranh Palestine-Israel, tình hình Venezuela và Bangladesh. Ông còn tiết lộ thêm rằng sự thay đổi lớn chưa từng có trong một thế kỷ đang đến gần. Dương Tiểu Bình, 81 tuổi, là con trai của Thượng tướng Dương Dũng, một trong những công thần sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, từng giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Giải phóng quân và Tư lệnh quân khu Bắc Kinh. Dương Tiểu Bình từng là Thiếu tướng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và đã nghỉ hưu. Mặc dù những tin đồn này đang lan rộng, chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào từ phía chính phủ Trung Quốc, người dân và giới quan sát quốc tế vẫn đang chờ đợi để biết sự thật đằng sau những tin đồn này. Thưa quý vị, rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đến cuối chương trình. Molifan cũng xin được kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Rất mong quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.